อยู่ว่าxe mới nha đó xe mới nha đó đồ chơi mới đó nha năm tháng có đồ chơi mới nha sinh nhật cái quà sinh nhật cái quà phải không quà quà những cái quà cái này ngày sản xuất giờ ngày 18/2 mới hay quá Đài Loan á đủ thứ để chơi hết chứ nãy nó vui mà vui vẻ quá.